mách cho các bác chai 5 cái loại thực phẩm giúp các bác tăng cường chuyện ấy, sức khỏe vượt trội và đẩy lùi bệnh tật các bác nhé. Vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HDT3. Và thưa với lại quý cô bác anh chị thì cái chuyện nam giới, chuyện giường chiếu của nam giới, nếu như ở cái độ tuổi 45 trở đi thì các bác sẽ thấy rất nhiều bác có cái tình trạng là đi xuống dốc. Và khi mà nó đã là cái tình trạng này xuống dốc ấy thì đồng nghĩa với cái việc là sức khỏe các bác yếu, đúng không ạ? Sức khỏe đi xuống thì chuyện đó mới đi xuống. Và tôi tin chắc rằng nếu như bác nào có cái sức khỏe tốt ấy thì cái chuyện đó kiểu gì cũng tốt, đúng không các bác? Quan trọng nhất là sức khỏe con người. Vâng, và thưa với lại các bác thì trong video này tôi sẽ chia sẻ đến các bác những cái loại thực phẩm mà các bác sử dụng bảo đảm rằng tăng cường chuyện đấy của các bác, và tăng cường chuyện đó được thì sức khỏe của các bác tăng trưởng tốt hơn. Và thưa với lại các bác thì ở phần 2 video tôi sẽ chia sẻ đến các bác những cái điểm huyệt để tác động trên cơ thể của các bác giúp tăng cường cái sức khỏe của các bác, tăng cường vượt trội và đặc biệt là tăng trưởng chuyện ấy. Nếu như những lúc lâm trận mà các bác cảm thấy mình bị đuối thì hãy áp dụng ngay các bác nha. Và ngay bây giờ mời các bác chúng ta cùng theo dõi video này. Vâng, thưa với lại quý cô bác anh chị thì quả thực là nếu như sức khỏe yếu thì dù có sử dụng bất cứ cái thể loại gì đi chăng nữa thì rồi cũng yếu, đúng không các bác? Cũng không ăn thua. Nhưng với cái người đã có sức khỏe tốt thì kiểu gì cái chuyện đó cũng tốt. Vâng, bởi vậy mà một trong những cái phương pháp mà để chúng ta có thể sử dụng giúp cho tăng cường sức khỏe và tăng cường chuyện đấy thì phương pháp mà tuyệt vời nhất, tốt nhất đó vẫn là phương pháp chúng ta sử dụng ăn uống các bác ạ. Ăn và uống để cơ thể hấp thụ. Chứ còn nếu như những bác nào mà lạm dụng bằng những phương pháp sử dụng những cái viên thuốc này, viên thuốc kia chỉ trong vòng 1 giờ, 2 giờ gì đó thì sau đó thì các bác sẽ cảm thấy rất là mệt. Và khi mà sức khỏe đã yếu lại phải dồn hết công lực làm vào cái chuyện đó thì các bác sẽ rất là nhanh chóng bị mất sức. Và như vậy thì thực sự là không tốt một chút nào các bác ạ. Vâng, và tôi xin được chia sẻ đến các bác những cái loại đầu tiên để giúp các bác nào có cái chuyện đó nó bị đi xuống này và sức khỏe yếu này, đó là con hàu các bác nha. Các bác biết con hàu biển chưa ạ? Con hàu là những cái loại mà rất là bổ dưỡng và rất là tốt. Thì các bác có thể sử dụng những cái phương pháp, thứ nhất là dùng hàu hàu nấu trứng này, hoặc là hàu sống và trứng gà ta, hoặc là trứng cút sống các bác nha. Nhưng đặc biệt là cần phải chế biến làm sao cho nó hợp vệ sinh thì các bác sử dụng mới đem lại hiệu quả các bác nhé. Vâng, hàu là thứ nhất. Thứ hai là tôm, cua các bác nha. Với những bác nào mà có sức khỏe này kia kém, các bác có thể sử dụng tôm cua thường xuyên đều đặn hơn một chút. Thì khi mà có cái lượng canxi cũng như là những cái lượng chất kẽm ở trong những cái loại con vật này thì các bác sử dụng nó sẽ giúp các bác tăng cường cái chuyện ấy của bác lên rất là nhanh chóng. Và khi nó tăng cường chuyện đó được thì có nghĩa là sức khỏe của các bác được cải thiện hơn. Vâng, và thưa với lại các bác, loại thứ ba thì cái này là một trong những cái cách mà rất là tuyệt vời vừa giúp tăng cường sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật, đó là cây hẹ các bác ạ. Cây hẹ thì là một trong những cái loại cây mà từ cổ chí kim vẫn nhắc đến là đàn ông thì không thể thiếu hẹ. Có nghĩa là nó nhằm ám chỉ rằng với những người đàn ông ấy thì hãy thường xuyên sử dụng hẹ các bác ạ. Sử dụng cây hẹ thường xuyên sẽ giúp các bác có được sức khỏe tốt và tăng cường cái chuyện ấy một cách vượt bậc các bác nha. Thì cái cách làm hẹ rất là đơn giản, các bác có thể sử dụng hẹ nấu trứng này, hẹ nấu với lại hải sản này, tôm cua cá của các bác đấy, và hẹ nấu với thịt nạc. Thì các bác có thể sử dụng canh hẹ, hoặc là hẹ nấu trứng, hẹ tráng trứng. Các bác thường xuyên sử dụng cây hẹ sẽ giúp các bác tăng cường sức khỏe và tăng cường chuyện đấy rất tuyệt vời các bác nha. Các bác nhớ và lưu ý vào nha các bác nha. Thứ hai thưa với lại các bác, đó là tỏi ngâm mật ong. Vâng, thưa với lại các bác, tỏi ngâm mật ong là một trong những cái loại kháng sinh và là một trong những cái loại thực phẩm rất là tốt đối với sức khỏe. Không những là những cái người muốn có chuyện đấy tăng đâu, mà những cái người nào mong muốn có sức khỏe tốt này, nam nữ, già trẻ, gái trai đều sử dụng được rất là tốt. Bởi vậy mà tôi xin được hướng dẫn các bác cái cách các bác hãy dùng ngay một cái lọ tỏi ngâm mật ong ở trong nhà. Thứ nhất, vừa tránh được những cái việc mà những bác nào bị ho này, hoặc là trẻ nhỏ bị ho này, cho uống một thìa là khỏi các bác nha. Tỏi ngâm mật ong rất là tuyệt vời. Đầu tiên các bác hãy sử dụng ngay, đó là tỏi, là ta phải dùng tỏi già các bác nha. Tỏi già
bóc cái lớp vỏ ngoài ra và nhớ không có rửa bằng nước, bóc lớp vỏ ngoài ra sau đó thì giã, tỏi ngâm mật ong là phải giã, giã dập ra để ngoài không khí là 15 phút. Sau đó thì dùng mật ong, các bác hãy dùng ngay loại mật ong mà phải bảo đảm là mật ong rừng. Đấy, bảo đảm mật ong rừng. Sau đó thì đổ vào, ngâm đổ sấp đầy cái lượng tỏi. Có rất nhiều bác tôi đã từng chia sẻ là muốn hỏi là lượng tỏi bao nhiêu hoặc là mật ong bao nhiêu, thì các bác ạ, các bác cứ sử dụng một cái hũ thủy tinh, nhớ là phải sử dụng hũ thủy tinh. Cái hũ to thì ta làm nhiều mà hũ nhỏ thì ta làm ít. Đấy, cứ làm sao đổ ngập cái lượng tỏi, mật ong phải ngập tỏi, ngập sâm sắp tỏi là được. Các bác ngâm khoảng một tuần là bắt đầu bác sử dụng được. Và thưa với lại các bác này, với những cái người trẻ mà sợ nó cay ấy, thì đặc biệt nhá, các bác ngâm tỏi mật ong chỉ trong vòng một tuần, hơn một tuần, lúc này tỏi không còn vị cay nữa, ăn rất là bùi các bác nhá, ăn rất là bùi và tăng cường sức khỏe rất tốt, phòng chống bệnh tật. Các bác biết rồi, tỏi là một trong những vị kháng sinh tự nhiên, mật ong cũng vậy, hai cái thứ này kết hợp với nhau rất là tuyệt vời, các bác nhớ nhá. Và thưa với lại các bác, loại tiếp theo tôi xin được chia sẻ đến các bác, đây cũng là một trong những cái thứ rất tuyệt vời và giúp các bác tăng cường chuyện đó và cũng như là phòng chống bệnh tật rất tốt các bác nha, đó là gừng ngâm mật ong. À, các bác ơi, gừng ngâm mật ong hãy sử dụng gừng tươi. Gừng tươi và gừng ta các bác nha. Gừng tươi, gừng ta các bác hãy thái lát ra thật mỏng, rửa sạch ra, rửa sạch cạo vỏ sạch sẽ, phơi khô, nhớ là không được để ướt các bác nha. Phơi cho nó ráo, không được để ướt. Thái lát gừng ra thành từng lát mỏng. Các bác nhớ này, thái lát gừng ra từng lát mỏng, cho vào trong đổ ngập mật ong, đổ ngập mật ong cho vào trong cái hũ thủy tinh, đổ ngập mật ong. Lúc này các bác ngâm trong vòng 1 tuần, 2 tuần. Các bác nào cứ hàng ngày thường xuyên sử dụng buổi sáng và buổi tối, mỗi một ngày một lát gừng đó và uống một thìa mật ong, các bác bảo đảm các bác đẩy lùi bệnh tật, sức khỏe vượt trội, tăng cường chuyện ấy chỉ trong vòng một vài tuần các bác sử dụng các bác ạ. Vâng, và phần thứ hai này tôi xin được chia sẻ đến các bác những cái điểm huyệt trên cơ thể giúp các bác tăng cường chuyện đó một cách tuyệt vời. Điểm đầu tiên là cần phải nói đến đó là điểm bách hội. Bách hội là điểm ở giữa trên đỉnh đầu. Đây là cái điểm huyệt mà phải nói là nó hội tụ 100 thứ các bạn. Một bách mà, bách hội 100 thứ, 100 thứ hội tụ ở đây. Thế thì cái xác định cái huyệt này các bác này, đầu tay đặt hai cái ngón tay cái vào, đưa ngón trỏ đặt sát lên, thẳng vuông góc lên. Điểm ở giữa cái đỉnh đầu của bác có điểm lõm, đấy, sờ vào, có cái điểm hộp sọ có điểm lõm, cầm sờ đúng vào đấy và day. Hàng ngày hãy day, buổi sáng buổi tối. Đấy, các bác hãy day, nhắm mắt vào vừa cảm nhận day buổi sáng buổi tối. Mỗi lần day khoảng 15 tới 21 lần. Đấy, không thì khoảng tầm 1 đến 2 phút các bác nhá. Đấy, day, điểm bách hội là thứ nhất. Thứ hai đó là huyệt hợp cốc các bác nhá. Huyệt hợp cốc thì rất xác định rất dễ. Các bác hãy nào làm tay khép lại như này. Khép tay lại như này thì các bác sẽ thấy này, đây là cái điểm mà nó lồi cái cục thịt lên. Thì chính cái điểm này là điểm hợp cốc. Thì thường xuyên bấm vào cái huyệt này. Các bác nhá, thường xuyên bấm huyệt này sáng, tối bấm vào huyệt này, day từ 1 tới 2 phút. Đấy, bấm vào huyệt này day từ 1 đến 2 phút. Không những cái huyệt này giúp các bác tăng cường chuyện đó đâu. Giúp những bác nào bị ốm đau này, đau ốm bệnh tật, bấm vào đây nó tăng cường. Bác nào hay bị cảm cúm bấm vào đây hết các bác nhá. Đấy, bấm vào đây là hết. Đó. Nhớ các bác bấm vào hai bên tay nhá, bấm bên tay trái trước xong bấm tay phải. Nếu bác nào đang bị bệnh ấy, đang ốm đau, đang mệt mỏi trong người, bấm đây sẽ rất là đau. Đấy, các bác cứ thử vào xem. Nhưng bác nào bấm vào đây đau thì cũng nhớ là phải nhớ bấm cũng không ngại. Vâng, điểm thứ hai là ở tay. Điểm thứ ba là tai. Cái tai của chúng ta này nó liên quan đến với lại quả thận các bác nhá. Tai là liên quan đến quả thận. Bởi vậy mà nếu những bác nào mà vê tai như này mà không thấy đau thì thận của bác tốt. Thế còn nếu bác nào mà vê tai này thấy đau thì chứng tỏ thận của bác có vấn đề. Và các bác biết rồi, thận mà có vấn đề thì chuyện đó làm sao còn tốt được nữa. Thế nên các bác lưu ý nhá. Thế thì vậy thì để giúp cho quả thận của chúng ta khỏe thì mỗi sáng các bác hãy chà tai. Chà như này. Mỗi sáng hãy chà như này. Từ 1 tới 2 phút chà ngay trên giường, dậy một cái là chà ngay trên giường các bác nhá. Chà như này mỗi một sáng. Đó. Và nhớ là day chà. Và thứ tư, thưa với lại các bác, cái điểm huyệt này rất là quan trọng. Cái huyệt này giúp các bác tăng cường chuyện đó rất hay. Đó là điểm mắt cá chân các bác nha. Cái khu vực mắt cá chân bên trong và bên ngoài thì đây đều là những cái điểm mà giúp các bác tăng cường được chuyện đó. Và cái điểm này ấy, là nó tác động đến quả thận. Điểm này là cái điểm mà các bác hãy day này, mắt cá chân các bác nha. Day xung quanh mắt cá chân này sẽ rất là tốt. Đấy, các bác nhớ này, mắt cá chân cả bên trong lẫn bên ngoài, các bác nhớ này, cả hai bên nhá, cả hai bên
bên trong lẫn bên ngoài. Đấy, các bác thường xuyên day vừa giúp cho các bác là tăng cường sức khỏe, tăng cường chuyện ấy, để tăng cường cái việc là chân tay mà bị đau mỏi là dễ ngủ ngay, nếu mà bị mất ngủ vì chứng chứng mà chân tay đau mỏi. Đấy các bác nhé, thường xuyên day trà những cái mắt cá chân rất là tốt cho cái chuyện đó. Các bác nhé. Vâng, và thưa với lại các bác thì trên đây vừa chia sẻ đến các bác hai cái phương pháp, một là từ những loại thực phẩm có sẵn, hai là những cái phương pháp day bấm huyệt giúp các bác tăng cường sức khỏe để lùi bệnh tật và tăng cường chuyện đó của mình. Và nếu như các bác cảm thấy video có hữu ích, kênh có ý nghĩa, các bác đừng quên hãy dành cho video một cái like và nhớ giữ nút đăng ký nếu như cái nút đăng ký của các bác còn đang hiện màu đỏ, và nhớ hãy giữ nút chuông vì tôi sẽ còn quay trở lại với các bác với rất là nhiều những video bổ ích khác nữa. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.